Chào mừng tất cả các chị đã quay lại với kênh Bất Động Sản Bảo Bàng. Trước khi bắt đầu video mới trong ngày hôm nay, cho Hà Giang gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới anh chị cùng với người thân trong gia đình. Một ngày mới an lành và hạnh phúc và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống anh chị nhé. Hiện tại thì em đang có mặt tại khu D, khu công nghiệp Bảo Bàng mở rộng, tọa lạc tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bảo Bàng, tỉnh Bình Dương. Vâng, con đường em đang đứng là con đường N14 khu D, lóc tòa nhà D23 anh chị nhé. Và ở đầu đây sẽ là công ty và nhà xưởng. Đấy. Qua cái chỗ bên kia là sẽ có một cái dãy nhà trọ bên đó nữa rồi mới tới công ty anh chị nhé. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh chị một cái cặp nhà trọ nằm tại khu D, khu công nghiệp Bảo Bàng, Bình Dương. Với diện tích 10 dài 30, phun thổ cư 100% đất ở đô thị. Và kết cấu của căn nhà gồm có như vậy là 2 ký ốt ở phía đằng trước và 8 phòng trọ ở phía đằng sau. Hiện tại đang cho thuê kín anh chị nhé. Đấy, thì hiện tại là cặp nhà này là hướng hướng Bắc anh chị nhé. Đấy, thì cặp nhà này hướng Bắc và với cái diện tích là 10 dài 30, phun thổ cư 100%, đất ở đô thị và đất ở sử dụng lâu dài anh chị nhé. Đã có sổ hồng riêng, có thể là sang tên luôn anh chị nhé. Căn nhà này phía đằng sau gồm có như vậy là 8 phòng trọ ở phía đằng sau đây, mỗi bên 4 phòng, và đang cho thuê là 700 ngàn một phòng ở phía đằng sau đây, còn kiosk thì là 1,5 triệu anh chị nhé. Căn nhà này nằm trên con đường N14, tọa lạc tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bảo Bàng, tỉnh Bình Dương, và giá bán bên chủ nhà đang ký gửi cho Hà Giang bán là 2,6 tỷ anh chị ạ. Vâng, thì là giá là 2 tỷ 6, như vậy nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 1 tỷ 3 một căn. Còn ở phía đằng sau đây, như khu này này, chỗ em đang dòm lại đây có 23 cái nhà xưởng, gọi là nhà xưởng Hoàng Hùng. Nó kéo dài từ đây mà trải dài qua bên Long Bình, Long Nguyên đó anh chị. Một cái khu nhà xưởng rất là rộng rãi và công nhân cũng rất là nhiều. Hiện tại thì chủ yếu là nhà xưởng cho thuê, nhưng mà bên đó rất là nhiều công ty ở trong đó anh chị ạ. Và đằng sau này sẽ có một cái lối thoát hiểm ở đằng sau đây, em vừa quay, nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 4 mét. Và ở chính giữa này sẽ có hành lang mỗi bên là 1 mét. Và trong sổ của chúng ta sẽ trừ ra mỗi bên 1 mét để làm hành lang lối đi chung. Và tất nhiên là vẫn ngang 5 dài 30. Còn sau này nếu như anh chị mua xong rồi, sau này anh chị muốn xây dựng tự do, lúc đó có thể là nhà trọ nó hư hoại hay là mục hư cái gì đó, anh chị có thể đập ra và anh chị xây đúng cái phần đất có trong sổ của mình là ngang 5 dài 30. Xây đủ cái diện tích của mình giống y như trong sổ. Tại vì đất ở trong sổ của mình là ngang 5 dài 30 và đất ở thổ cư 100% đất ở đô thị. Và nhà này hiện tại là nhà trọ và không hoàn công anh chị nhé. Cho nên sau này anh chị được phép xây dựng tự do từ 3 đến 6 tầng mà không phải là xây theo mẫu giống như đợt đầu. Như cái đợt đầu anh chị thấy có giống nhau ạ. Đó, anh chị có thể thấy đấy, bên tay phải của em đó, rất là giống nhau. Mẫu nào cũng như mẫu nào, nhưng đó là lúc đầu tiên chưa có ra sổ và hình thức đó là xây nhà ở xã hội dành cho công nhân giá rẻ. Và bắt buộc phải hoàn thành và cơ sở hạ tầng rồi cây xanh đầy đủ hết để mà nghiệm thu sau đó mới ra sổ. Thì cái chủ đầu tiên người ta mua là lúc đó là chưa có sổ, nhưng bây giờ đã có sổ hồng riêng rồi, cho nên anh chị muốn làm gì thì làm. Và ở đây, từ trong căn nhà ra đây, ngay tiệm vàng Bảo Thanh này nằm trên con đường N10 hay còn gọi là đường N17, và đi xéo qua bên kia là công ty, một cái công ty dệt anh chị nhá. Trên đường này sẽ có mấy cái công ty dệt lận. Và nếu như anh chị muốn đi làm qua bên công ty cũng rất là gần. Và đường này thì là kinh doanh buôn bán sầm uất anh chị ạ. Có quán ẩm thực, rồi quán cà phê hát với nhau nghe. Rồi có đầu kia thì sẽ có một cái chợ ở đầu kia là quy hoạch đất chợ. Và sẽ có một cái trường học ở đầu kia, trường học cấp 2 đang xây dựng. Nếu anh chị nào từng xem video của anh, của em, xin lỗi, nếu như anh chị nào đã từng xem video của em thì anh chị sẽ biết được cái trường học đó em đã quay rất là nhiều lần anh chị ạ. Vâng, thì đây là con đường N10 rộng 20, rộng 25 mét anh chị. Và những cái căn nhà trên con đường N10 này
Hiện tại em đang có nhận mấy cặp lận, người ta đang ký gửi bán, có một cặp nó đối diện công ty như thế này luôn. Và giá hiện tại là người ta đang ký gửi cho Hà Giang bán là 3 tỷ 750 triệu. 3 tỷ 750 triệu, nhưng mà giá này có thương lượng anh chị nhá. Tất nhiên, nếu anh chị nào muốn mua hoặc là anh chị nào thiện chí có thể gặp Hà Giang, và Hà Giang tất nhiên Hà Giang sẽ làm giá cực tốt và làm giá tốt nhất cho anh chị. Khi mà Hà Giang mua cho anh chị thì Hà Giang phải giống như là Hà Giang mua cho chính Hà Giang vậy. Khi mà Hà Giang mua thì Hà Giang phải làm sao để có được cái giá tốt nhất. Và sau này khi mà anh chị mua và anh chị bán có lời, thì mặc dù là anh chị bán có lời, lúc đó thì có thể là anh chị sẽ gửi lại cho Hà Giang bán, và lúc đó thì Hà Giang lại tiếp tục bán. Và tất nhiên là Hà Giang sẽ rất là vui khi mà anh chị đầu tư thắng lợi anh chị nhá. Anh chị nên nhớ là như vậy. Cho nên Hà Giang bán rất chi là được hàng anh chị nhá. Và từ đầu năm tới giờ, năm 2024, và hiện tại tới giờ Hà Giang đã bán 25 căn nhà cho khách đầu tư anh chị nhá. Và Hà Giang có một cái nhóm, đó là nhóm săn Hà Ngộp, và trong đó Hà Giang chỉ bán nhà cho những anh chị mua đầu tư. Vậy thì những cái căn mà hàng nào mà ngộp mà giá tốt, Hà Giang sẽ đăng ưu tiên đăng vào trong nhóm đó trước. Cho nên là rất là nhiều anh chị ở trong nhóm đó đã tham gia nhóm và cảm thấy là thích hợp, cho nên tham gia nhóm đã đầu tư được những căn nhà giá rất là tốt, giá rất là rẻ. Và có những căn nhà Hà Giang bán cho những anh chị đó bán xong thì có gọi điện lại bảo là bây giờ anh đã lời 100 như vậy rồi. Ví dụ như là anh mua là một cặp già là 2 tỷ rưỡi, bây giờ bán là 2 tỷ 650 nhưng mà họ vẫn chưa chịu bán. Mặc dù là như vậy thì họ cũng đã xuống tiền rồi anh chị ạ. Vâng, thì video của Hà Giang làm đến đây cũng đã kết thúc rồi. Em xin chào và tạm biệt tất cả những anh chị đang quan tâm về dãy nhà trọ tại khu vực Bầu Bàng. Và nếu như anh chị nào muốn đầu tư cũng như là muốn mua những cái dãy nhà trọ để có mà dòng tiền hàng tháng, hãy liên hệ với Hà Giang qua số điện thoại 0356 555579. Em xin chào và tạm biệt tất cả các anh chị.